Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Vios E 2021 siêu lướt hơn 5 vạn km. Thì ngày hôm nay tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe cũng là Toyota Vios. Có khác là ngày hôm qua là chiếc xe màu trắng quý vị và các bạn nhé. Ngày hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Vios E 2021 màu đen MT quý vị và các bạn nhé. Sản xuất năm 2021, lăn bánh 5.2 km. Và cái đồng hồ này là cam kết với quý vị và các bạn là đồng hồ chuẩn, không tua các bạn nhé. Full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng. Và dàn lốp theo xe còn mới tinh luôn. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Còn full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng, cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm luôn nhé. Quý vị và các bạn có thể vào hãng, chỉ cần đọc biển số, đọc số khung là quý vị và các bạn có thể check được chiếc xe này rồi các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Ngoài cái việc lịch sử của hãng ok rồi thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản hết luôn. Chúng tôi đang bán với giá là 405 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E số sàn 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios E 2021 siêu lướt này các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn. Thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất bên ngoài cũng như là về phần nước sơn bên ngoài. Thưa với quý vị các bạn, ngay lúc này đây thì thời tiết nó cũng đang có mưa các bạn nhé, cho nên là nhìn chiếc xe này bên ngoài là màu đen này, nếu như thời tiết mà nắng tạnh, nhất là thời tiết nắng to, nhìn nó rất là đẹp các bạn ạ. Màu đen để dưới nắng nó rất là bóng, nhìn đẹp, và thời tiết nó mưa như này nhìn nó sẽ không được đẹp lắm quý vị các bạn nhé. Nhưng cơ bản với quý vị các bạn là chiếc xe này chạy ít và còn rất là đẹp đây các bạn này. Nhìn về cái phần sườn bên lái cũng còn phẳng, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Sườn bên lái này, sườn bên phụ này cũng còn phẳng luôn bạn nhé. Thời tiết đang mưa cho nên là tôi không lau được cái vỏ đi để chụp để quay cho quý vị các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần đầu, phần ba đợt sốc trước này, cụm đèn pha này còn rất là mới luôn bạn nhé, rất là sáng này. Đây là cái cụm đèn pha đây các bạn này. Dưới là cụm đèn gầm, chưa có bị đâm, chưa có bị va gì cả các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Toàn bộ từ mặt ca lăng đến lưới tản nhiệt cũng đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, và dàn lốp theo xe đây các bạn này, rất là dày luôn quý vị các bạn nhé. Đây, và đết lốp là 2021 này. Đấy, cả dàn lốp luôn, cả 5 quả lốp là đều 2021 luôn quý vị và các bạn nhé. Và còn rất là dày đây, 2021 đây các bạn nhé. Và dày như này đây, là răng đúc chưa có bị xước sát gì cả các bạn ạ. Đấy, là răng thì đúc rồi này. Đết lốp 2021 này, và lốp thì rất dày.
Đây, tất cả là đều 2021 luôn các bạn nhé. Chia sẻ với quý vị bạn với dàn lốp Bridgestone của Toyota trang bị cho chiếc Vios này thì các bạn đã, nếu như chạy ở đường phố, đường đẹp thì lăn bánh phải trên 10 vạn một dàn lốp này các bạn nhé. Cho nên chiếc xe này mới lăn bánh 5 vạn 2, dàn lốp theo xe còn nguyên, cho nên là đồng hồ là chuẩn luôn các bạn nhé, không có bị tua đâu các bạn ạ. Rất là đẹp. Đấy, gương chiếu hậu thì gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, đầy đủ rồi các bạn ạ, một chiếc xe rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và nhìn về cái phần ba là sốc sau của chiếc xe thì các bạn thấy đây ạ. Xe cũng đã được trang bị màn hình rất là xịn rồi. Camera lùi, cảm biến lùi rồi này. Toàn bộ từ chữ này. Đấy. Chữ này, logo các bạn này cũng chưa có bị ố yếc gì đâu các bạn ạ. Chiếc xe này thì chủ xe toàn để trong nhà cho nên là không có bị ố này. Cụm đèn hậu này cũng rất đẹp luôn. Chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Chưa có bị đâm va, nứt vỡ gì đâu các bạn ơi. Rất là đẹp này, một chiếc xe rất đẹp. Và phần gầm các bạn xem này. Đấy, gầm rất là mới luôn các bạn nhé. Đây, phần gầm của chiếc xe này đều rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe phải nói là siêu lướt luôn các bạn nhé. So với những chiếc xe chạy hơn 5 vạn, tức là 5 vạn 2 như chiếc xe này đây, so với những chiếc xe ở phân khúc khác hoặc những chiếc xe ở phân khúc số tự động thì chạy như vậy là nhiều các bạn ạ. Nhưng so với những chiếc xe ở phân khúc hạng B nói chung và những chiếc xe Vios này số sàn nói riêng thì với hơn 5 vạn thì nó là quá ít các bạn ạ. Vì đa số những chiếc xe số sàn này là hay chạy nhiều lắm quý vị các bạn nhé. Chiếc xe mà lăn bánh có hơn 5 vạn như thế này thôi thì là rất là ít đấy các bạn nhé. Nhiều người, mỗi một người có một cái cách suy nghĩ khác nhau và mỗi một người đi xe khác nhau. Nhiều người tôi nói là hơn 5 vạn lướt, siêu lướt, thì nhiều người lại bảo chạy như vậy mà lại còn gọi là lướt nữa. Thì thưa với quý bạn, với những chiếc xe ở phân khúc hạng B mà số sàn như vậy là chạy rất ít rồi và có thể nói là lướt rồi quý vị các bạn nhé. Còn những chiếc xe ở phân khúc xe sang thì không nói, đấy là những chiếc xe số sàn nói như vậy ạ. Nhìn về bên ngoài thì rất là đẹp rồi các bạn nhé. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua thì mời quý vị và các bạn qua cửa hàng chúng tôi. Hiện nay cửa hàng chúng tôi đang có cả một chiếc y chang như này màu trắng mà tôi quay hôm qua đấy ạ. Còn chiếc xe này là màu đen các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất thì đều rất là đẹp rồi. Sau đây